8 triệu người dân New York vốn được biết đến là luôn bận rộn. Tuy nhiên, với số lượng người lớn như vậy, đồng nghĩa với khối lượng lớn rác thải và nhu cầu tái chế. Việc tuân thủ là một thách thức lớn, và tại một thành phố đa dạng như New York thì đây vẫn luôn là một vấn đề. Thành phố New York thải ra 12.000 tấn rác mỗi ngày, nhưng chỉ có thể tái chế 17% trong số đó. Một trong những lý do lớn nhất đó là nếu không có Trung Quốc tiếp nhận số rác này, việc tái chế có thể trở nên quá đắt đỏ. Không có bất cứ thành phố nào tại Mỹ thu lợi được từ việc tái chế tại thời điểm này. Nhiều thành phố phải chịu lỗ bởi trong quá khứ họ chỉ chuyển rác tới các quốc gia khác. Trong quá khứ, các công ty tái chế nhựa, giấy, thủy tinh và kim loại sẽ trả tiền cho các thành phố để mua rác. Thời gian gần đây, nhiều địa phương bắt đầu phải trả tiền cho các công ty để mang rác đi, đôi khi phải vận chuyển một quãng đường dài để đổ, khiến cho vấn đề môi trường thêm trầm trọng. Giờ đây, cả chính quyền địa phương và chủ các doanh nghiệp bắt đầu thích nghi. Cơ sở xử lý rác này mới được khai trương, nằm cách thành phố New York 1 giờ xe chạy về phía nam. Khi mà một công việc phải giải quyết liên tục và ngày càng có nhiều rác trong hệ thống thì địa phương sẽ tốn nhiều tiền hơn để tái chế. Cơ sở này được trang bị hệ thống phân loại quang học, sàng lọc kích cỡ tiên tiến, đồng nghĩa với việc giảm thiểu được lãng phí nguồn lao động và nguyên vật liệu. Chúng tôi dự đoán tiết kiệm được cho người đóng thuế của hạt Monmouth hơn 2 triệu đô trong năm đầu tiên. Tuy nhiên, rác thải rắn của các khu dân cư chiếm không quá 3% lượng rác thải của toàn quốc. Các chuyên gia cho rằng, để có thể tăng cường tái chế rác thải y tế, nông nghiệp, công nghiệp và điện tử, thì cần phải có thêm nguồn đầu tư từ chính các công ty sản xuất ra các sản phẩm này. Nếu các doanh nghiệp lớn sẵn sàng gánh trách nhiệm xử lý những sản phẩm mà họ đưa vào thị trường, biến mối quan hệ với thị trường và người tiêu dùng thành một mô hình tuần hoàn xoay vòng thay vì một chiều, thì sẽ là một bước tiến lớn. Nếu chúng ta không tập trung vào việc tái tạo trái đất như lúc ban đầu hoặc làm nó trở nên tốt đẹp hơn, thì chúng ta sẽ khiến thế hệ con cháu và thế hệ tương lai phải trả giá. Các chính quyền địa phương vẫn đang thích nghi với khoảng trống mà Trung Quốc với vai trò là nhà nhập khẩu rác tái chế để lại. Tuy nhiên, giới chuyên gia kỳ vọng ngành công nghiệp tái chế sẽ phục sinh trong những năm tới với những tiến bộ về chính sách và công nghệ vốn có thể biến rác thành nguồn nguyên liệu hữu ích.